Vâng, chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi thăm cái xóm Mà Đóng, thuộc xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nha. Vâng, trước mắt các bạn là dưới đó là cái xóm Mà Đóng đấy. Nhà này không nhìn thấy, qua cái ống kính này, camera này không nhìn thấy được hết. Đây là một xóm đa số là người Tày. Và đây là sau cái mùa ruộng rồi, mùa gặt rồi. Rồi sẽ quay toàn cảnh. À, ở đây là có mấy cái quán mà người ta ngày chợ người ta mới mở đây. Ở đây là chợ Bà Nóng. Đến chợ này là không say không về đấy các bạn. Không say không về. Đấy. Bên kia là một khu đồi cao. Bãi thân trả chăn thả châu bò của người dân. Cứ mỗi lần đến cái xóm này là không say không về. Uống rượu với người này ở đây không đùa được đâu. Họ là mời rượu nhiệt tình lắm mà giữ rất là mời rượu nhiệt tình, giữ rất là nhiệt tình mà từ chối thì rất là khó. Cho dù các bạn có nghệ thuật từ chối không nào đi chăng nữa thì cũng khó mà từ chối được ly rượu mà người ta mời và cách người ta giữ khách. Nếu mà nói thẳng nói tuộc bóng lợn ra thì thôi ta không uống được nữa, ta không chơi nữa, như thế thì dễ mất lòng nhau lắm. Nói như vậy thì không có lần hai và cũng lần chẳng có lần ba đâu. À. Người dân ở trên này này vẫn chưa có điện đâu. Nguồn điện này đang được nhà nước đang kéo về. Chắc cũng sẽ trong khoảng thời gian từ giờ đến hết năm 2017 và đầu 22 chắc là sẽ có điện. Đây là một vùng núi thanh bình yên ả. Tôi cũng được sinh ra ở một vùng núi nhưng mà tôi nó bằng hơn đến này. Ở phía trên xa xa như là cái xóm khác của Sơn Lập. Tôi sẽ quay bản thân mình một chút nha. Đây là hình ảnh của tôi tại xóm hình ảnh của tôi tại xóm Mà Nóng, Sơn Lập, Mà Lạc, tỉnh Cao Bằng. Quay cái khoảnh khắc này lại để ghi lại kỷ niệm thôi, lưu trữ kỷ niệm thôi. À, ngày hôm nay tôi được đi chơi đấy. Rồi, chào các bạn nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo. Nếu các bạn có thích những video của tôi thì cứ tiếp tục theo dõi, quay chỉ những cái nét văn hóa của người dân tộc này, ẩm thực rượu với lại quang cảnh đồi núi thôi, chứ không có gì đặc biệt cả. Vâng, xin chào.